À, dạ vâng ạ. À. Chào mừng toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Bãi Hoàng Hương. Dạ và vào ngày hôm nay thì cửa hàng bên em xin trân trọng giới thiệu ra mắt cho toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc một dòng máy giữ bát, giữ chén Panasonic thương hiệu đến từ Nhật Bản. Thì trước mắt các bác đây thì em xin giới thiệu ra mắt một con máy giữ bát, giữ chén có model của máy là TR5. Thì các bác cũng đã tham khảo cũng ra rất là nhiều, các bác cũng đã lựa chọn cái dòng máy rửa bát rửa chén của Panasonic thì có TR3, TR5 và TR9. Thì ngày hôm nay chính thức cửa hàng em lại lên sóng cho các bác một dòng rửa rửa máy TR5. Con này thì nó rửa rất là sạch và sử dụng điện của con này là điện 100V. Thì với cái sản phẩm máy rửa bát rửa chén thì cũng không còn xa lạ với người dân Việt Nam thì bây giờ thì cũng rất là nhiều gia đình các bác cũng có nhu cầu dùng đến máy rửa bát thì ngày hôm nay chính thức cửa hàng đem lên sóng cho các bác để cho các bác lựa chọn cái sản phẩm chính hãng tốt nhất để các bác sử dụng thì với cái dòng máy Panasonic như thế này thì nó sẽ sử dụng cho các bác là giữ được 6 đến 8 người ăn và giữ tối đa của bát là được 12 bát rất là được nhiều bát và với cái con máy rửa bát Panasonic như thế này thì nó sẽ sử dụng giữa không qua hóa chất nên là nó rất là đảm bảo về an toàn về vệ sự hợp vệ sinh thì với cái model đen của TR5 như thế này thì về cái ngoại thất rất là đẹp phay của nó là phay màu trắng thì với cái máy của bên em thì nội thất và ngoại thất thì đang còn rất là đẹp không chảy trước không mốc méo và cũng rất là gọn và bây giờ thì em sẽ đi về cái nội thất bên trong để cho các bác xem kỹ về cái sản phẩm nếu mà các bác nào mà quan tâm mà muốn sử dụng thì các bác cứ liên hệ theo số điện thoại của em Hoàng 0909 999 083 để đặt mua thì đây là phần trước của nó sẽ có một lớp kính meca cũng khá là rộng để cho các bác mở cửa thì khi mà các bác mở cửa máy ra thì phần trong thì nó sẽ có các khay các khay để cho các bác bỏ bát bổ đĩa và đây là đường cấp nước Này, cấp nước và cấp cấp thải. Đó thì trước khi gửi hàng cho các bác thì em có đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn có cả đường cấp nước và dây thải để cho các bác dùng như cấp dây thải là dây zin dây xịn luôn. thì bên trong của máy thì nó sẽ có các khay để cho các bác bỏ từ bát tô này Đấy. các bác bỏ bát tô này hoặc là các bác bỏ ở đây trên này thì các bác bỏ bát nhỏ này đây là những cái bát nhỏ còn bên này là các bác bỏ ly bỏ cốc này và phần bên này là các bác bỏ cho em là bổ dĩa Đấy, Bổ bỏ dĩa vào trong cái khay này thì với cái cái model của TR5 như thế này thì nó sẽ có cho các bác là ở ba cánh phun nước ba cái quạt phun nước thì từ trên một cái và dưới phía dưới là có hai cái và đặc biệt thì trong các hông của máy thì nó sẽ cũng có cho bác là các cái đường đường vòi phun đường vòi phun nước ở phần hông để cho bát nó sạch và đĩa nó sạch muỗng đi sạch thì với cái nội thất bên trong thì không có một cái lỗi nào rất là đẹp để các bác mua thì các bác cứ lựa chọn đúng cái kênh và đúng cái cửa hàng để các bác đặt những cái mặt hàng nó chất lượng nó không bị lỗi để các bác tin yên tâm để các bác sử dụng thì với cái sản phẩm này thì bên em sẽ cũng là sẽ bao cho các bác là bao đẹp bao chất lượng và bảo hành cho các bác là trong quá trình là một năm các bác sử dụng và dòng máy này thì như các bác dùng thì nó sẽ đưa giữ qua nước nóng và nước sôi thì nó rất là sạch và bên trong thì đây giờ khay này như các bác mà giữ là không hóa chất nếu mà các bác mà mua những viên muối để các bác giữ thì các bác bỏ vào cái khay này để các bác, bác giữ, còn không thì các bác cứ để nguyên để nó sẽ giữ qua nước sôi là cực kỳ là sạch và rất là nhiều các bác khách đã mua những cái con máy rửa bát của bên em các bác phản hồi lại hàng rất là sướng dùng rất là thích thì khi mà các bác giữ thì các bác cũng tráng qua cho em một lớp nước để cho cơm nó đỡ động nhiều vào trong bát thì nếu khi mà các bác nó động vào cái chậu khay này nó vệ sinh thì các bác lôi ra vệ sinh. Đây, đây là khay này để cho các bác vệ sinh này. Cái đồ đồ dơ của các bác mà khi mà giữ xong thì nó sẽ cặn lại cái phần dưới đây để cho các bác lôi cái vị này ra vệ sinh. Còn phần trong này thì nó là giữ bằng nhiệt bằng xo so nên là là nó sẽ đun nước nóng ở trong cái phần dưới đây và nó Uh, sẽ có chế độ hút sấy khô luôn các bác nhá. Đấy dòng bác uh, máy ra máy giữ chén như thế này thì nó sẽ có chế độ dây sấy khô luôn. Uh, thì với cái chức năng của máy thì em sẽ đi vào cái mặt trước để cho bác xem. Uh, về phần chức năng thì máy nó sẽ có hiển thị cho bác là tất cả là phím điện tử và phím mềm ở phần trước. Ở đây là phím là, là phím mở nguồn, phím này là phím tắt nguồn, phím này là phím giữa uh, và phím này là để cho các bác là phím hẹn giờ trong thời gian bác các bác giữ Phím này là, là để cho các bác là chuyển chế độ thời gian khi các bác giữ ở chế độ là 30, 45, 60 à trong thời gian các bác giữ, uh, giữ máy à, giữ bát. À, và chế độ này là cái phím này là phím để cho các bác chuyển đổi chế độ giữ này. Ở trong máy thì nó sẽ có những chế độ như chế độ là chế độ giữ thường này, đây là chế độ giữ không qua nước, nước sôi, nước nóng và chế độ này là giữ rửa thường. Chế độ này là chế độ tiêu chuẩn, là chế độ người các bác nên để chế độ tiêu chuẩn là luôn luôn nó sẽ giữ chế độ nước nóng và nó lập trình cho các bác là tất cả các ô này là ô chạy hoàn toàn có nước nóng là 80 độ và nước này, nước này nó là nước nhanh, giữ nhanh và nốt trắng nhanh và nốt giữ ban đêm. nó có rất là nhiều cái chức năng 1 hai ba bốn 5 sáu 7. và cái bảy bảy chức năng để cho các bác giữ chế độ thì với cái phần bên phím bên phải của bác đây là phím phím lập trình thì khi mà các bác giữ xong thì nó sẽ à, tất cả các màn hình ở trên này nó tắt đi thì là trong quá trình nó đã giữ xong cho các bác cái à, cái cái sản phẩm mà các bác bổ trong máy thì à, với cái tính năng như thế này thì dùng rất là thích như các bác đặt giờ, các bác hẹn thời gian bao nhiêu lượt phút à, và chế độ là các bác chuyển đổi đây đấy các bạn chuyển đổi như chế độ này là chế độ thường thì các bác thấy ở đây nó sẽ không báo ở 80 độ là ở nước nó không không qua không, không qua nóng. Nếu mà các bác chuyển sang một chế độ tiêu chuẩn thì thì con máy nó sẽ khởi động và nó sẽ là giữ trong tất cả các chế độ cho các bác điều chỉnh như chế độ nhà giữ nhanh, giữ chậm và giữ ban đêm. Đấy, tất cả là hệ thống này nó sẽ thay đổi cái lập trình để cho các bác giữ. Và máy thì nó sẽ giữ có chế độ à, Econavi thì nói rất là rất là tiết kiệm điện và đặc biệt thì cái dòng máy này chạy rất là êm và dòng điện rất là ít à, với dòng điện 100V dùng rất là thích thì với cái sản phẩm mà bên em hiện tại đang chào bán đây với giá là 5 triệu đồng giá tại cửa hàng nên là các bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm hàng chính hãng hàng bãi thì các bác cứ liên hệ đúng với cửa hàng tin tưởng để các bác mua giá rất là tốt trên thị trường và Uh, những cái sản phẩm này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là một năm uh, sử dụng và bác nào mà quan tâm thì liên hệ sớm và những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì em cũng uh, xin trân trọng mời tất cả các bác đăng ký hội em một đơn đăng ký kênh để em có những cái video em lên sóng các bác sẽ là người đầu tiên để các bác xem và lựa chọn vào các sản phẩm của bên em và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau xin chào toàn thể các bác